xuất phát với sơ đồ chiến thuật có ba hậu vệ giống như Ban Sô. Cơ hội đầu tiên và bàn giá kịp thời của thủ môn U23 Myanmar Hisamin. Cầu thủ Việt Nam băng xuống đã bị đau, đó là Tiến Linh, tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ Bình Dương. Một pha thoát đi rất nhanh của Tiến Linh ngay những giây đầu tiên. Thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái. Tiến Linh là cầu thủ trẻ rất nhiều triển vọng. Anh đã trưởng thành rất nhiều dưới sự dắt của huấn luyện viên Trần Minh Chiến ở mùa giải năm ngoái. Có lẽ là một pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Tiến Linh. Đã nhập cuộc rất khí thế. Ngay những giây đầu tiên, Tiến Linh đã có pha thoát xuống tạo nguy hiểm về cầu môn U23 Myanmar. Nam đang thi đấu với ba hậu vệ là Đức Chiến, Tấn Tài và Viết Triều. Vũ Viết Triều là cầu thủ của Thanh Quảng Ninh. Đức Chiến là cầu thủ của Viettel. Hồ Tấn Tài đang thi đấu cho Bình Dương. Rất có duyên ghi bàn ở những vòng đấu V-League gần đây. Việt Nam thì cao thủ Myanmar thường thi đấu với quyết tâm rất cao. Tiến Linh rất vui khi Tiến Linh có thể tiếp tục thi đấu. Đây là thời điểm mà lực lượng U23 sẽ dự SEA Games cuối năm nay. Có một số cầu thủ quan trọng đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sức mạnh sẽ còn được tăng lên khi có sự trở về của các cầu thủ đang chơi cho đội tuyển. Vào tháng 9 tới, khi đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup thì U23 sẽ lại tập trung. Đó là một đợt tập trung ngắn ngày. Đức Chiến, cầu thủ của Viettel, Đức Chiến là một cầu thủ đa năng. Hoàng Đức, Hoàng Đức đã khỏi chấn thương và có thể đá chính trong trận đấu ngày hôm nay. Các trận đấu gần đây của Viettel tại V-League, Hoàng Đức không thể thi đấu. Cầu thủ bị đau là Amit, cầu thủ của Đà Nẵng. Amit là cầu thủ người dân tộc Pana. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và lúc này anh là cầu thủ của Đà Nẵng. Đường chuyền của Tiến Linh,
lợi dành cho các đội Việt Nam. Đây là tình huống mà chúng ta có ít nhất 3 vị trí có thể đá tốt quả phạt này. Hoàng Đức, bóng đập hàng rào. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Thêm một pha dứt điểm. Tình huống dứt điểm của Trọng Hùng. Chúng ta xem lại pha đá phạt của Hoàng Đức. Như vậy là ngày hôm nay cách vận hành sơ đồ kỹ thuật của huấn luyện viên Kim An-un rất giống với những gì ông Quang Sơ vẫn áp dụng cho các đội tuyển của Việt Nam. Vẫn là sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Có một tin không vui, đó là Đình Trọng vì chấn thương sẽ phải nghỉ hết năm nay, vắng mặt tại SEA Games ở Philippines. Vào lúc này Amit và Thanh Thịnh đang là hai cầu chạy cánh của U20 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang tạo được một thế trận chủ động. Vào lúc này dẫn dắt các đội U23 và đội tuyển quốc gia của Myanmar đều là các huấn luyện viên nước ngoài. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Myanmar lúc này là ông Radulovic, huấn luyện viên người Montenegro. Bóng đá Myanmar đã từng là một thế lực không chỉ của Đông Nam Á mà còn của cả châu Á. Myanmar từng hai lần giành huy chương bóng đá ở các kỳ ASEAN 1966 và 1970. Đội tuyển Myanmar đã từng về nhì ở Asian Cup, tức là giải vô địch bóng đá châu Á năm 1968. Năm cuối thập niên 1960 là quãng thời gian hoàng kim của bóng đá Myanmar. Trong giai đoạn này họ đã 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games từ năm 1965 đến năm 1973. Đội xuất phát của U23 Myanmar ngày hôm nay có 7 cầu thủ từng sang Việt Nam dự giải U21 quốc tế báo thanh niên diễn ra vào năm ngoái. Tại giải U21 quốc tế báo thanh niên diễn ra ở Huế vào năm ngoái, cao thủ U21 Myanmar đã thua U21 tuyển chọn Việt Nam sau những loạt đá luân lưu. Trước đó thì hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Trong chuyến giao hữu này U23 Myanmar có 7 cầu thủ đã sang Việt Nam năm ngoái. Xử lý an toàn. Đó là pha xử lý của Viết Chiều. Và tranh bóng hăng hái và có sự quyết liệt của cầu thủ hai đội. Giữ được sự uyển chuyển trong cách chơi của mình, cự ly đội hình luôn được bảo đảm.
Benzema cũng đang chơi với một thế trận tốt. Sau những phút đầu có phần bị động, họ đã lấy lại được cảm giác chơi bóng quen thuộc. Ba tuyến rất liền lạc trong những pha phối hợp. Ngày hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ với những người bóng đá của tỉnh Phú Thọ. Những năm ở đây tại Phú Thọ vẫn thường xuyên diễn ra các trận đấu chuyền đỉnh cao, tuy nhiên bóng đá thì rất lâu rồi.
buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC. Trận đấu giao hữu giữa hai đội UL Việt Nam và UL Myanmar. Đây là phút thứ 18 và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Việt Nam. Cầu thủ đã mở tỷ số là tiền vệ Triệu Việt Hưng. Lúc này trận đấu đang được gửi đến các bạn trên các kênh VTC1, VTC3, Việt Nam Johnny cùng với kênh phát thanh VOV1. Chơi lan xả của cầu thủ Myanmar. Thi đấu với đối thủ như Myanmar thì Việt Nam phải phát huy được đẳng cấp và khả năng phối hợp. Chia sẻ lúc này rất mát mẻ. Sau một cơn mưa rào, thời tiết đã chuyển rất nhanh từ oi bức khó chịu sang mát mẻ. Vẫn là Hên Phiêu Win thực hiện quả ném biên. Myanmar đang chơi lấn sân, tuy nhiên không dễ để tạo ra những cơ hội thực sự. Cách chơi của cầu thủ Việt Nam luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm ở những pha phản công. Sự có mặt ở cả đội tuyển lẫn U23 của các cầu thủ Việt kiều là rất đáng quý. Chắc chắn là họ sẽ nâng chất lượng cho đội tuyển cả về chuyên môn cũng như về thể hình và thể lực. Đó là điều rất cần thiết với bóng đá hiện đại. Theo chúng tôi thì để tiến gần đến chơi World Cup, chúng ta dứt khoát phải tuyển chọn nhiều cầu thủ Việt kiều. Là Trương Văn Thái Quý, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội.
alle sammen. Cầu thủ Myanmar đã áp dụng lối chơi thiên về thể lực. Đó cũng là cách chơi mà chúng ta đã thấy Thái Lan đã áp dụng ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Và với Thái Lan thì thậm chí là trên cả thể lực, đôi lúc là bạo lực. Trước khi sang Việt Nam thì huấn luyện viên Kim Han-un đã từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng của Hàn Quốc là Busan Impact và FC Seoul. Bóng đá Việt Nam lúc này đang có duyên với các ông thầy người Hàn Quốc. Đội ngũ trợ lý ở cả đội tuyển cũng như U23 đều có những người Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối rất quan trọng. Suýt nữa đã nhân đôi cách biệt. Vừa rồi là pha dứt điểm của Trọng Hùng. Hoàng Đức đã phạt góc. Tiếp cận cầu môn. Hoàng Đức có chân trái rất khéo và luôn có thể tạo ra những pha phạt góc nguy hiểm. Một pha dâng cao của Hồ Tấn Tài. U23 châu Á Hồ Tấn Tài thi đấu vị trí hậu vệ cánh phải. Pha đánh đầu trúng sang hàng của Trọng Hùng. Trọng Hùng đang là mũi tấn công bên cánh trái. Đó là nơi mà anh có thể đi bóng vào trong và có những pha dứt điểm rất hay bằng chân phải. Ngược lại là Hoàng Đức thuận chân trái và đang đá bên cánh phải. Tiền đạo trung tâm là Tiến Linh. Tiến Linh đang chơi đúng sở trường của mình. Trường ở đấu trường khu vực năm 95, chúng ta hay nhắc đến Thái Lan như là một kỳ phùng địch thủ. Tuy nhiên bóng đá Myanmar cũng đã từng gieo sầu khá nhiều cho Việt Nam. Theo thống kê của chúng tôi thì đã có 3 huấn luyện trưởng của Việt Nam từ chức ngay sau những thất bại trước Myanmar. Ông Ritter SEA Games 2007, Phan Cô Quét SEA Games 2011 và ông Miura sau trận thua ở bán kết SEA Games Singapore 2015. Vẫn còn bóng và dứt điểm rất đường nét. Đó là Tiến Linh. Thời gian ở đây các tiền đạo của Việt Nam hầu hết không có được phong độ cao. Ở V-League thì tiền đạo cắm là vị trí luôn dành cho các ngoại binh. Tuy nhiên thời gian từ đến SEA Games vẫn còn nhiều để các cầu thủ hoàn thiện. Một pha vùng chân dứt điểm rất đường nét, rất cơ bản của Tiến Linh. Trong 3 ngày gần đây thì ở Việt Trì đều có mưa to.
Ngay trước trận đấu ngày hôm nay cũng có mưa to, tuy nhiên lúc này thì mọi chuyện đang rất đẹp. Cú đá từ xa. Pha dứt điểm của Đức Chiến. Khi gần Đức Chiến có thể thi đấu ở hàng tiền vệ, đá ở giữa hàng tiền vệ hoặc là hai biên. Myanmar chưa tạo ra một tình huống nào thực sự nguy hiểm về cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Tiếc là không có ai tiếp ứng. Trận đấu ngày hôm nay diễn ra ở sân Rồng Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã thu hút đông đảo khán giả trong cả nước, đặc biệt là từ các tỉnh phía Bắc. Cầu thủ bị đau là Trương Văn Thái Quý. Thì trận đấu ở sân Việt Trì ngày hôm nay cũng là một cú hích với bóng đá của khu vực Trung Du và các tỉnh miền núi phía Bắc. Chúng ta vừa xem lần nữa bàn mở tỷ số của Việt Hưng. Cú đá rất mạnh bằng chân trái sở trường của Triệu Việt Hưng. Ở đây hàng tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chơi khá ổn định hơn đầu mùa giải rất nhiều. Rất nhàn rỗi. Những hình ảnh đẹp trên khắp sân vào lúc này. Một cách cổ vũ của kỷ nguyên smartphone. Sẽ là sự cổ vũ rất lớn cho bóng đá ở các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, nơi vẫn được coi là trắng bóng đá. Nhưng mà đây, ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc đến bây giờ chỉ có đội nữ Sơn La và đội Futsal của Cao Bằng. Đến lúc này thì tân binh của U23 Trọng Hùng đã chơi tốt.
trong vai trò mũi tấn công bên cánh trái. Là thành viên của U20 Việt Nam dự World Cup U20 ở Hàn Quốc cách đây 2 năm. Ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Curaçao ở chung kết King's Cup. Đó là một đối thủ lạ, đội bóng của vùng Caribe. Có thể Curaçao sẽ có cách chơi giống với Honduras, đội bóng mà các tuyển thủ U20 đã từng gặp ở Hàn Quốc cách đây 2 năm. Điều chắc chắn là Curaçao ở trên tầm bóng đá Đông Nam Á. Một đội tuyển có những cầu thủ đá tốt ở giải Ngoại hạng Anh. Không phải là một đội bóng vừa. Lúc này trong bảng xếp hạng FIFA, Curaçao cũng xếp trên Việt Nam. Có mưa. Phút thứ 36 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Triệu Việt Hưng. Trong buổi chiều ngày hôm qua ở Việt Trì, mưa to và gió giật rất mạnh. Đã cho thấy tinh thần cũng như nền thể lực rất tốt. Tuy nhiên sự lắp ép có lẽ chưa được nhuần nhuyễn. Huấn luyện viên người Bulgari, ông Popov mới nhận nhiệm vụ. Bóng đá Myanmar đã mời ông Popov để hướng đến chiến dịch SEA Games vào cuối năm nay. Kỳ SEA Games gần đây nhất, bóng đá Myanmar đã không có huy chương, thua Indonesia ở chung kết. Trước đó thì tại SEA Games ở Singapore năm 2015, Myanmar sau khi thắng Việt Nam ở bán kết đã thua Thái Lan ở chung kết. Tình huống để mất bóng hết sức nguy hiểm, có thể dứt điểm. Rất may là đội bạn đã sút trượt. Đức Chiến đã bị đau. Đang mưa và trận đấu đang phải tạm dừng. Bác sĩ đã phải vào sân chăm sóc cho Đức Chiến.
Theo thông tin mà các phóng viên VTC tại Buriram cập nhật thì trong buổi họp báo trước trận chung kết chiều nay, huấn luyện trưởng của Curaçao nói rằng Curaçao đến Thái Lan để vô địch Kings Cup. Tuy nhiên ông cũng đánh giá đội Việt Nam rất cao. Ông nói rằng Việt Nam chơi bóng đẳng cấp và là đội bóng không dễ đánh bại. Năm ngoái đội bóng đã vô địch là Slovakia. Slovakia thắng chủ nhà Thái Lan ở chung kết. Năm nay Thái Lan đã không thể lọt vào chung kết. Có một điều khá lạ là Thái Lan vô địch SEA Games 2 lần liên tiếp gần đây. Tuy nhiên đội hình thi đấu của đội tuyển Thái Lan hiện nay không có được nhiều cầu thủ bổ sung từ tuyến đã vô địch SEA Games. Rất có thể Thái Lịch với sự mặt của 6 ngoại binh trong mỗi câu lạc bộ ở mỗi trận đấu đã ảnh hưởng đến sát ra đi cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của bóng đá Thái Lan. Bóng đá Thái Lan đã mất đi sự kết nối với sự ra đi của Kirisak. Thịnh ném biên.
không có được nhiều tình huống nguy hiểm về cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Khi tấn công thì bóng luôn được chuyền cho số 10 Huy Nam Tun. Tuy nhiên không dễ để Huy Nam Tun có thể xoay sở khi bên cạnh là cao thủ áo đỏ. Huy Nam Tun cũng tỏ ra bị đơn độc. Thu Tun Miêu Đại Anh một pha chuyền bóng khá nguy hiểm. Có thêm một cầu thủ Việt Nam bị đau. Tuyến phòng ngự đội Việt Nam thỉnh thoảng vẫn bộc lộ những tình huống sai sót. Thực ra thì đó cũng là điều rất dễ hiểu và cũng là cần thiết để hoàn thiện thêm từ giờ cho đến SEA Games. Một có 2 phút bù giờ. Cũng phải nói thêm là bộ khung của U23 sẽ còn mạnh hơn rất nhiều khi có sự trở về của các tuyển thủ. Nói một cách nôm na thì năm nay nòng cốt của SEA Games 30 sẽ là các cầu thủ từng giữ U20 thế giới năm 2017. Theo chúng tôi thì việc bóng đá Việt Nam lọt vào vòng chung kết U20 thế giới mới là dấu ấn đầu tiên để tạo ra những điều tốt đẹp về sau. Rất kỹ thuật, tuy nhiên quá cá nhân. Sau hơn nửa đầu hiệp 1, trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi thì lúc này mọi chuyện lại không ủng hộ. Trời vẫn đang mưa khá nặng hạt. Mà chúng ta phải rất cảnh giác bởi vì trời mưa, sân chơi bóng ướt có thể dẫn đến những tình huống ngoài dự kiến. Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Sivakorn Pudom đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa Hà Nội U23 với Myanmar. Hết hiệp một, cầu thủ áo đỏ tạm dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Triệu Việt Hưng. Ở hiệp 1, trước lối chơi dùng sức nhiều của Myanmar, đội Việt Nam đã chơi khéo léo, bảo đảm quy luật hình và sự sắc sảo cho các pha lên bóng. Ngoài bàn thắng của Việt Hưng thì các học trò của huấn luyện viên Kim Anun còn tạo ra hai tình huống dung chuyển cầu môn của thủ môn Thisamin. Một lần bóng trúng sang ngang sau bánh đầu của Trọng Hùng. Các bạn thân mến, theo thông tin chúng tôi nhận được từ ban tổ chức thì khoảng hơn một phút nữa trận đấu sẽ trở lại. Sau quãng thời gian nghỉ 3 phút thì hai đội lúc này đang khởi động lại. Cũng là một trải nghiệm thú vị đối với các cầu thủ trẻ U23. Thực tế đã có không ít trận đấu mọi chuyện diễn ra rất khác sau quãng thời gian nghỉ. Trận đấu đã bị gián đoạn nhưng dù sao đây cũng là một trải nghiệm thú vị không dễ gì mà có được của cao thủ.
chuẩn bị trở lại và trọng tài người Thái Lan Sivakorn Pudom đã vào vị trí sẵn sàng. Tiếp tục, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phải. Theo quan sát của chúng tôi, lúc này số 9 Aung Kang Man đã vào sân. Hiệp 2 trận đấu đã trở lại. Myanmar đã thay người. Theo quan sát của chúng tôi thì U23 Việt Nam chưa thay cầu thủ nào. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì cầu thủ Aung Kang Man vào sân thay cho Aung Na Nguyen. Số 14 Thu Ren Xoe cũng đã xuất hiện trên sân. Số 14 Thu Ren Xoe vào sân thay cho số 12 Kiao Thu Tun. Trọng Hùng cố gắng phát huy pha đi bóng từ cánh trái vào và tìm cơ hội để dứt điểm bằng chân phải. Ở trận đấu gặp đội Hà Nội tại sân Thanh Hóa, Trọng Hùng đã có bàn thắng rất đẹp, khiến cho chúng ta nhớ lại Phạm Văn Quyến trước đây. Đi bóng từ cánh trái vào và dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Lúc này bên phía U23 Myanmar số 20 Naymon Anh cũng đã vào sân để thay cho số 8 Miat Kaung Phan. Số 15 của U23 Myanmar Tet Phieu Wai cũng đã vào sân để thay cho số 11 Hen Tet Aung. U23 Myanmar đã thay 4 cầu thủ, còn Việt Nam vẫn chưa thay người. Như chúng tôi đã phân tích thì đây là trận đấu trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Cả hai nhà cầm quân đều hoàn toàn thể thay nhiều cầu thủ mang tính thử nghiệm. Cầu thủ vào sân thay người. Pha phát động của Thanh Thịnh. Thanh Thịnh và Amit vẫn đang là những cầu thủ trái cánh của U23 Việt Nam. Amit là cầu thủ dân tộc Ba Na, thủ môn số 3 của U23 Ielinie là thủ môn dân tộc Ede. Nói sự có mặt của cao thủ người dân tộc trong đội hình U23 là điều thú vị, rất hay. Pha lên bóng nguy hiểm của U23 Myanmar.
eso. U23 Myanmar vẫn đang thi đấu với số chiến thuật 4-4-2. Với Việt Nam vẫn là 3-4-3. Cầu thủ đang thi đấu ở trung tâm hàng tiền đạo đội Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Ở hai bên là Hoàng Đức và Trọng Hùng. Hoàng Đức để mất bóng. Cú đá hết sức nguy hiểm. Hoàng Đức để mất bóng và đội bàn đã chớp thời cơ, suýt nữa ghi bàn. Pha dứt điểm của Aung Kang Man, một số 9 làm cho nhiều người nhớ lại Ian Tay. Số 9 khoác áo nhiều năm cho U23 Myanmar cũng như sau này là đội tuyển quốc gia Myanmar. Đến lúc này thủ môn Bùi Tiến Dũng rất nhàn nhã. Vẫn đang chứng tỏ nền tảng thể lực cũng như quyết tâm rất cao. Sút bóng. Tuyến giữa Myanmar đang chơi tốt. Pha phạm lỗi nguy hiểm. Là Trọng Hùng. Bác sĩ đã phải vào sân. Có hai cầu thủ Việt Nam đang nằm trên sân. Pha phạm lỗi từ phía sau của Iaung. Trọng Đại sẽ vào sân. Chúng tôi thấy Trọng Đại và Bảo Toàn đều đang sẵn sàng. Trận đấu vẫn chưa thể trở lại. Trọng Đại đã tiến đến vị trí của trọng tài thứ tư. Bảo Toàn tiến về tấn công của anh Gia Lai.
sẵn sàng vào sân. Trọng Hùng đã phải rời sân. Trọng Đài là cầu thủ đa năng, từng là đội trưởng của đội U20 trong quá trình chuẩn bị cho World Cup ở Hàn Quốc cách đây 2 năm. Đến lúc này U23 đã thay 4 cầu thủ. Bây giờ là 3 xe đổi người đầu tiên của Việt Nam. Tiền vệ trung tâm Thái Quý rời sân. Thái Quý ngày hôm nay đá chính bên cạnh Việt Hưng, đối tác quen thuộc của anh ở vòng loại U23 châu Á. Trọng Hùng vừa rồi bị đau, bây giờ cũng đã rời sân. Sân thay Trọng Hùng. Thái Quý, Amit và Trọng Hùng là người rời sân. Có thể sau đây Bùi Tiến Dũng sẽ thi đấu vị trí trung vệ, còn Hồ Tấn Tài ra đá bên phải. Hôm nay cầu thủ dân tộc Ba Na Amit đá chính ở bên cánh phải. Thanh Thịnh. Bảo Toàn sẽ thay vị trí trên hàng công của Trọng Hùng. Cầu thủ mới vào sân. Có thể sẽ có một thế trận tốt hơn sau khi chúng ta thay 3 cầu thủ. Mình mong đã ăn này. Hơi bị quá chân. Trong lại từng có thời gian chấn thương và mất phong độ. Ở đây anh đã chơi tốt trở lại trong màu áo Viettel tại V-League. Chúng ta xem lại pha định bóng của Bảo Toàn. Chân của Việt Hưng.
khó người khó ta. Tuy nhiên việc trận đấu ngừng 3 phút chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác bóng của